Nghị luận về tính kỷ luật trong cuộc sống hiện nay. Để đạt được điều bản thân mong muốn hay tiến tới thành công, chúng ta đều phải đi một chặng đường dài. Trên con đường ấy, có nhiều người đã đi lệch hướng và không bao giờ đến đích. Đó không hẳn là vì họ chưa cố gắng hết mình, mà là do bản thân chưa có đủ tính kỷ luật. Kỷ luật là cầu nối giữa mục tiêu và thành tựu. Vậy tính kỷ luật là gì? Kỷ luật là sự tuân theo các nguyên tắc luật lệ, quy định chung được đặt ra nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng hiệu quả trong công việc và trong cuộc sống. Khi bạn là một người kỷ luật thì mọi vấn đề diễn ra đều được nắm bắt và kiểm soát dễ dàng. Nhưng là một người kỷ luật không có nghĩa là bạn làm theo những điều người khác đặt ra, mà bạn phải tự đặt ra điều lệ riêng cho bản thân. Làm được điều đó thì bạn sẽ trở nên khác biệt và tách mình ra khỏi cộng đồng để tiến xa hơn. Trong cuộc đời cũng vậy, đôi khi chính những yếu tố ta cho rằng kiềm hãm mình lại là yếu tố giúp chúng ta bay cao. Đó chính là bản chất cốt lõi của kỷ luật. Khi có tính kỷ luật cao thì mọi rắc rối sẽ được giải quyết dễ dàng hơn và ta sẽ trở nên năng động hơn trong mọi việc. Nhờ vậy, ta cũng sẽ có thêm ý chí và nghị lực để vượt qua khó khăn. Tính kỷ luật cũng sẽ giúp ta đi đúng hướng đến thành công. Nó sẽ giúp ta xác định rõ mục tiêu cần thực hiện và tránh cho ta không bị kiệt sức trên đường đi. Nhiều người vẫn thường đưa ra những lời bao biện cho sự bỏ cuộc và đi tìm con đường ngắn hơn để đi. Nhưng bạn hãy nhớ rằng không bao giờ có đường tắt đến thành công, mà chỉ có một hướng đúng và chính tính kỷ luật sẽ đưa bạn đến. Khi có tính kỷ luật thì bạn sẽ vượt trội hơn mọi người khác, bạn sẽ là tâm điểm để được mọi người tin tưởng và cùng làm việc. Bạn hãy thử tưởng tượng xem nếu mỗi buổi sáng bạn đều muốn ngủ thêm một ít nữa thì bạn sẽ trễ giờ đến cơ quan. Có thể mọi người xung quanh sẽ không trách mắng, nhưng họ sẽ không tin tưởng bạn. Hay công việc sẽ không mất đi, nhưng bạn sẽ không bao giờ được thăng tiến cao hơn. Kỷ luật chỉ đơn giản là những việc nhỏ như thế, nhưng nếu bạn không tự thay đổi để làm đúng thì cơ hội thành công sẽ không bao giờ đến. Người Việt Nam ta nổi tiếng thông minh và khéo léo hơn người Nhật, nhưng vì lý do gì mà đã nhiều năm trôi qua, chúng ta chẳng thể bắt kịp nền kinh tế của Nhật. Đó là vì mỗi người dân Nhật Bản đều tự ý thức được tầm quan trọng của kỷ luật và họ luôn tự giác thực hiện theo. Đó là thứ mọi đứa bé Nhật được dạy từ khi vừa vào mẫu giáo. Con người Việt Nam ta đến cả bố mẹ còn không có tính kỷ luật, làm sao dạy được trẻ con? Vì thế tính kỷ luật là điều mà cả xã hội đều phải có, và mỗi đứa trẻ mầm non tương lai của đất nước cần phải được dạy và khuyến khích phát triển điều ấy từ phía gia đình và nhà trường. Chính nhờ biết kỷ luật, con người dần khắc phục được những hạn chế của bản thân, loại bỏ thói xấu, hình thành phẩm chất tốt đẹp, nâng cao năng lực, làm tăng khả năng thành công trong công việc và đời sống. Người có tính kỷ luật thường tạo được cảm hứng làm việc cho người khác, trở thành gương mẫu để người khác học hỏi và làm theo. Tuy nhiên, kỷ luật không phải tự ràng buộc bản thân vào những điều vô lý hoặc không phù hợp, vì nếu cố gắng làm thế thì ta chỉ đang lãng phí thời gian. Ta cần phải xem xét và nhận định đúng về tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của một điều luật lên công việc. Chuck Yeager đã từng nói, luật lệ được tạo ra cho những người không sẵn lòng xây dựng luật lệ cho bản thân mình. Vì vậy, ta hãy chủ động thay thế chúng bằng những điều luật của riêng mình. Nếu nhà trường quy định 7 giờ sáng sẽ bắt đầu vào học, không có nghĩa là đúng giờ đó ta mới đến trường, mà thay vì vậy hãy đến sớm hơn để phòng tránh mọi vấn đề có thể xảy ra. Đừng vội thấy việc tuân theo đúng một luật lệ là khó khăn rồi bỏ cuộc hoặc cho rằng điều luật ấy không cần thiết. Vậy chúng ta phải rèn luyện tính kỷ luật như thế nào? Chúng ta không ai là hoàn hảo và chẳng có ai có được cuộc sống như mong muốn. Nhưng nếu chịu khó rèn luyện tính kỷ luật thì những điều đó sẽ không là vấn đề. Kỷ luật đôi khi có thể mang cho ta những kết quả tốt ngoài mong đợi, nhưng nó đòi hỏi ta phải chấp nhận và thực hiện tốt hàng ngày. Nhưng nếu bạn đã rèn luyện thành công thì những điều ta cần tuân theo sẽ trở thành một thói quen tốt. Tất cả mọi người đều có chung điểm xuất phát, nhưng do luôn tuân theo kỷ luật và xác định đúng mục tiêu nên mới có người thành công như Bill Gates hay Steve Jobs. Cần nghiêm khắc với bản thân và cởi mở với người khác, đừng áp dụng sự kỷ luật của mình đối với người khác, điều đó là khiên cưỡng không phù hợp, dễ dẫn đến kết quả tồi tệ. Xây dựng kế hoạch làm việc rõ ràng, khoa học và kiên trì với kế hoạch ấy. Sống khiêm tốn, giản dị, trí công vô tư, không tham lam ích kỷ hay ganh đua với người khác, nghiêm khắc tuân thủ quy định của nhóm, tập thể, hướng đến công việc và lợi ích chung, không lơ là, tắc trách, buông bỏ trách nhiệm. Đôi khi kỷ luật cũng có lợi ích cho cả cá nhân lẫn cộng đồng. Đã bao giờ bạn cảm thấy khó chịu khi đến hạn nộp báo cáo mà người chung nhóm với bạn vẫn chưa làm xong, chỉ vì một người không coi trọng kỷ luật mà làm ảnh hưởng đến cả tập thể? Hay khi tham gia giao thông, nhiều người mất kiên nhẫn nên bỏ qua những điều luật để gây ra tai nạn không mong muốn? Chúng ta có thể lựa chọn giữa chịu đựng kỷ luật hoặc nhận lấy sự thất vọng.
Vì vậy, ta hãy tự tôn trọng bản thân và xã hội bằng cách trở thành một con người kỷ luật. Trong cuộc sống, vẫn có nhiều người không có tính kỷ luật. Họ sống và làm việc tùy thích, tùy hứng, hời hợt, không theo một kế hoạch cụ thể và thiếu hẳn sự kỷ luật. Bởi thế, họ luôn gặp thất bại. Những người như thế thật đáng chê trách. Tính kỷ luật làm nên sức mạnh ở mỗi con người và tập thể. Không có tính kỷ luật, bạn sẽ chẳng làm nên được việc gì lớn lao. Là học sinh, ngay bây giờ phải nỗ lực rèn luyện tính kỷ luật, nghiêm túc trong mọi công việc, sẵn sàng nhận sai và sửa sai. Có như thế, bạn mới có dũng khí để sẵn sàng vượt qua khó khăn trở ngại để đạt đến thành công sau này. Ít người sinh ra đã can đảm, rất nhiều người trở thành như vậy qua rèn luyện và kỷ luật. Lừa lọc và dối trá không cho chúng ta điều gì tốt đẹp, nó chỉ làm xấu danh dự nhân phẩm của một con người. Kỷ luật là tự do, những người không có kỷ luật là nô lệ cho cảm xúc, dục vọng và đam mê. Vì vậy, ta đừng vì những khó khăn trước mắt mà ngừng cố gắng để đạt được. Rèn luyện tính kỷ luật tuy rất khó, nhưng nó chính là nguồn sức mạnh cần thiết đưa ta đến thành công. Hết bài.